Nữ sinh 18 tuổi, cao 1m75, ăn chay trường gây chú ý ở HHVN 2020. Thí sinh Mai Ngọc Minh, 18 tuổi, hiện là sinh viên Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, quyết định ăn chay trường cách đây 2 năm vì bị ám ảnh cảnh động vật bị giết hại. Hoa hậu Việt Nam 2020 đang gây được sự chú ý với khán giả và giới truyền thông. Nhiều thí sinh có học vấn, ngoại hình và khả năng đặc biệt báo chí giới thiệu đã được dư luận đánh giá cao. Thí sinh Mai Ngọc Minh, 18 tuổi, nặng 55kg, cao 1,75m đang thu hút khán giả vì là người ăn chay trường. Cô gái trẻ quyết định ăn chay trường cách đây 2 năm, tháng 6 năm 2018, vì từng bị ám ảnh cảnh động vật bị giết hại. Chia sẻ về quyết định của mình, Ngọc Minh nói, lần đó mọi người đang xôn xao về vấn đề cấm ăn thịt chó. Em vô tình xem một đoạn video trên YouTube quay cảnh người ta giết hại động vật, nhìn chúng vô cùng thương tâm. Từ đó, em bị ám ảnh khủng khiếp và bắt đầu bỏ ăn thịt. Ngọc Minh cho biết sau khi ăn chay trường, bữa ăn hàng ngày của cô là rau xanh, vitamin tổng hợp, trái cây, tất cả thực phẩm đều có nguồn gốc từ thực vật, nói không với sản phẩm từ thịt nhưng vẫn có thực phẩm sữa, phô mai, bơ, trứng gà công nghiệp là thực phẩm từ động vật mà không gây sát sinh. Ngọc Minh cho biết mình không gặp khó khăn nào khi chuyển từ ăn thịt sang ăn chay. Mẹ Ngọc Minh cho biết con gái rất yêu thương động vật từ khi còn nhỏ tuổi. Vì thế, khi con quyết định ăn chay trường, chị không bất ngờ. Chị khá yên tâm vì từ ngày ăn chay, sức khỏe con gái vẫn tốt, không có dấu hiệu gì sa sút. Bữa ăn hàng ngày, tôi nấu riêng cho con một ít thức ăn thuần chay, bổ sung các chất dinh dưỡng hợp lý từ hoa quả, rong biển và nấm, chị cho biết thêm. Ngọc Minh yêu thích tập thể dục và yoga. Cô thường xuyên luyện tập thể thao để quản lý cân năng. Mỗi tuần, cô dành 2-3 buổi đến phòng tập. Cô gái trẻ cho biết muốn tham dự Hoa hậu Việt Nam 2020 để lan tỏa thông điệp ý nghĩa và kêu gọi mọi người cùng ăn chay vì một thế giới hòa bình và nhân ái. Tham gia nghề người mẫu chưa lâu, nữ sinh Hà Nội đã có cơ hội trình diễn các thiết kế của Sandy Đoàn, Helen Hoài, Giang Kyo cùng các thương hiệu thời trang cao cấp. Cô từng tham gia trong tuần lễ thời trang Việt Nam International Fashion Week 2019. Tôi cho con tham gia biểu diễn thời trang nhằm mục đích để con có được sự tự tin và trải nghiệm cuộc sống. Một năm qua, tôi chứng kiến con từng bước trưởng thành, suy nghĩ chững chạc hơn, đánh giá các vấn đề một cách chín chắn. Mẹ của Ngọc Minh khá yên tâm với từng bước trưởng thành của con gái. Ngọc Minh cho biết các buổi tập luyện và trình diễn đều diễn ra vào cuối tuần, nên cô sắp xếp được thời gian học tập hợp lý với việc hoạt động thời trang. Ngoài đam mê thời trang, làm người mẫu, Ngọc Minh có năng khiếu về chơi đàn, cờ vua. Từ năm cấp 1, Ngọc Minh thường tham gia các giải cờ vua và đều đoạt giải của quận. Cô gái trẻ từng tham gia triển lãm tranh thường niên của những người không chuyên. Nữ sinh 18 tuổi còn có niềm đam mê với tranh vẽ. Cô thường dành thời gian rảnh rỗi, nghỉ ngơi ở nhà để hòa mình vào những nét vẽ, như một cách giải trí và tìm đến sự bình yên trong tâm hồn. Ngọc Minh từng tham gia triển lãm tranh thường niên do công ty mỹ thuật Bụi tổ chức. Ngọc Minh đang là gương mặt triển vọng trên sàn diễn sân khấu thời trang trong nước. Sở hữu chiều cao tốt, nhiều tài lẻ và thói quen sống tích cực, cô đang được kỳ vọng sẽ là gương mặt nổi bật của Hoa hậu Việt Nam 2020.